chương 91, quần áo mới, giày mới, phòng ở mới. Nhà cách vách gà trống theo thường lệ gáy minh sau, tiểu sách liền tỉnh lại, cảm giác được chính mình cái cầm chỗ, có chút ngứa một chút, lại cúi đầu xem xét, một cọng lông mượt mà đầu nhỏ, đang đặt tại trên cánh tay của mình, tiểu sách lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua hắn là ông tiểu cô nương ngủ, cúi đầu nhìn thời điểm, tiểu cô nương nhắm lông mi dài, cũng nhẹ nhàng rung lên, tự hồ cũng là muốn tỉnh lại đến đây, tô thải nhi mở to hai mắt, liền thấy phu quân khuôn mặt trước mặt mình, phát giác được. Người bên cạnh nhiệt độ cơ thể, Tô Thải Nhi có chút thẹn thùng hướng bên cạnh rụt rụt. "Phu, phu quân, sớm." Triệu Sách cũng cười nói, "Sớm." Nói, liền từ trên giường ngồi dậy, Tô Thải Nhi có chút ngơ ngác, nâng lên đầu nhỏ, cảm nhận được cái tay kia từ bên tai của mình bị rút ra ngoài, sau đó bên cạnh nguồn nhiệt liền biến mất, Triệu Sách đứng lên, cầm lên sim y của mình mặc vào, đối trên giường còn đang ngẩn người tiểu cô nương, cười khẽ một tiếng. "Ta trước lên." "A." À. "Ta, ta cũng lên, nhìn thấy phu quân cũng lên." Tô Thải Nhi tự nhiên cũng không dám nằm y, tại triệu sách mở cửa phòng đi ra thời điểm, Tô Thải Nhi cũng đem áo ngoài của mình khoác tốt, bây giờ đã là cuối tháng 7, buổi sáng có chút lành lạnh, triệu sách trở lại nói, bên ngoài có chút lạnh, ngươi thêm nhiều một kiện xiêm y trở ra. Tô Thải Nhi nói, ta không sợ lạnh, phu quân nhiều mặc một bộ mới là. Triệu sách cười cười. Được, lạnh lại thêm a. Đợi đến tháng 9, thời tiết lạnh, liền muốn xuyên áo dày, triệu sách suy nghĩ một lúc. Mình ngược lại là có mấy món cũ bông vải phục, bất quá tiểu cô nương vừa tới thời điểm, chỉ đem hai cái lớn cỡ bàn tay bao quần áo nhỏ, chắc là không mang quần áo dày tới, đến mua chút bông trở về, làm mùa đông xiêm y mới là, rửa mặt sau, triệu sách ngồi sổng ở nơi hẻo lánh bên trong, xử lý xuống mặt để đó nguyên đường, một bên cùng lòng bếp trước mặt, đang tại bánh nướng tử tiểu cô nương nói chuyện. Mùa đông sắp tới, ta nhìn ngươi không có áo dày, hai ngày nữa cùng ngươi vào thành đi hai kiện dày áo bông. Nơi này mùa đông rất ít tuyết rơi, nhưng mà cơ bản đều sẽ hạ sương, mà lại lạnh thấu xương thời gian lại rất dài, vẫn là nhiều lắm chuẩn bị một chút áo dày mới là, còn có lửa thang, cũng phải sớm mua, Tô Thải Nhi nghe phu quân lại phải cho nàng mua quần áo mới, nàng sờ lên trên người mình cái này vừa làm tốt không lâu sim y, nhỏ giọng nói, thế nhưng là mùa đông ta không ra khỏi cửa lời nói, cơ bản cũng sẽ không lạnh. Cho nên mua áo dày, quá lãng phí tiền nha. Trước kia chính nàng ở thời điểm, mùa đông đều là không ngừng nhặt củi nhánh trở về, không làm việc thời điểm, an vị tại lòng bếp trước, trung trung cũng liền qua, bây giờ trong nhà có thật dày chăn mình, lòng bếp cũng là đại táo ấm áp vô cùng cho nên tô thải nhi không nghĩ tới cho mình làm áo dày sự tình này bỗng nhiên nghe tới vô quân nhất lên lại muốn đem tiền bạc lãng phí ở trên người nàng nàng vô ý thức liền muốn tự tuyệt tiểu sách bất đắc dĩ đứng lên đi đến tiểu cô nương bên người nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ ta quyết định qua mấy ngày nữa đi ngươi đi lựa chút bông trở về ta cũng muốn làm chút mới áo dày đợi đến mùa đông xuyên sau đó ta lại mang ngươi cùng nhau đi vùng ngoại ô diêu nhà máy đặt trước chút mảnh nói cùng gạch xanh lần trước ra khỏi thành vốn chỉ muốn mua sách tham khảo cũng không có mua được cho nên đến lúc đó muốn mua đồ vật thật đúng là không ít triệu sách suy nghĩ một lúc qua mấy ngày đoán chừng bên cạnh huyện thành bên kia sẽ có bước đầu kết quả đi ra đến lúc đó triệu công tử mặc vào tiểu nương tử xiêm y đi phát cháo chính mình khẳng định là muốn đi đến một chút náo nhiệt hắn cũng có chút thần bí nháy nháy mắt qua mấy ngày nữa đi nói không chừng có trò hay nhìn tô thải nhi cũng tò mò chớp mắt một cái con ngươi có trò hay nhìn nhưng mà nghĩ đến lần trước nhìn náo nhiệt, nàng lại có chút bận tâm. Phu quân, vẫn là không nên nhìn. Triệu sách cười nói, không có việc gì. Lần này náo nhiệt, tuyệt đối không nguy hiểm. Hơn nữa còn có thú cực kỳ. Đến lúc đó nhìn thấy ngươi liền biết. Nghe tới phu quân nói không có nguy hiểm, Tô Thải Nhi lúc này mới hơi yên tâm, nếu phu quân đều quyết định tốt, nàng tự nhiên sẽ không lại ngỗ nghịch phu quân ý tứ, chỉ là đến lúc đó mua về, nàng có thể cho phu quân đem sim y làm giày chút, sau đó chính mình dùng phu quân cũ sim y, đổi nhỏ một chút liền có thể xuyên, nghĩ như vậy, Tô Thải Nhi lại sảng khoái đáp ứng xuống, triệu sách nhìn thấy tiểu cô nương dọc này linh lợi chuyển một chút con mắt, tự nhiên cũng biết Tô Thải Nhi trong lòng nghĩ như. Thế nào, bất quá hắn cũng không vạch trần, những cái kia nguyên chủ cũ xiêm y, triệu sách cũng không có ý định xuyên, phải từ từ toàn bộ đều thay thế đi, đến lúc đó đem những cái kia còn tốt, có thể mặc, đều cầm đi đưa cho người trong thôn là được rồi, triệu sách đơn phương nói định sau. Điểm tâm cũng làm xong, cháo loãng tăng thêm tiểu cô nương nhào bột mì nhu diện chế tác bánh rán hành, lại vệt chút trên trấn mua về tương đậu, Triệu sách liên tiếp ăn ba cái bánh bột ngô, lại đem trong chén cháo. Loãng uống hết sạch, mới thỏa mãn thở ra một hơi. Nhìn thấy tiểu cô nương còn tại gặm trong tay mình cái kia nữa cái bánh rán hành, Triệu sách cười nói: Ta đi nhà đại bá bên trong, để hắn dẫn người đến xem chuyện phòng ốc. Ngươi ở nhà thu thập một chút, chậm chút chúng ta lại chế đường. Tô Thải Nhi điểm điểm đầu nhỏ, mau đem trong miệng bánh bột ngô nuốt xuống. Tốt a, à, Phu quân phải có chuyện trước tiên có thể bận biệu, ta có thể tự mình làm đường trắng. Tô Thải Nhi đi theo triệu sách làm lâu như vậy sống, cũng đem đường trắng chế tác học cái 10 phần 10, xây nhà sự tình, nàng cũng giúp không được quá nhiều bận biểu, chỉ có thể tại địa phương khác giúp đỡ phu quân chia sẻ, triệu sách đứng lên, cười nói, được, vậy ngươi có thể làm bao nhiêu trước làm bao nhiêu? Ta cầm 15 lượng bạc đi qua, trước tiên đem nhà đại bá bên trong tiền trả lại. Nói, liền đi ra ngoài, nghe tới phu quân đi nói trả tiền, Tô Thải Nhi nghĩ đến trước đó phu quân nói. Trong nhà thiếu thật nhiều nợ sự tình, cũng không khỏi có chút cao hứng, không nợ một thân nhẹ, trong nhà tiền, xây nhà là đủ, nguyên liệu cũng còn có một chút, phu quân cũng nói, đợi đến qua mấy ngày lại giao một nhóm đường, bọn hắn liền sẽ được đến một bút mới tiền, dạng này cũng không cần lo lắng đằng sau sinh kế vấn đề, triệu sách lái xe bên trong, tại giấu tiền địa phương, đem này hộp gỗ đen. Ra, mở ra nhìn một chút, mấy trương khế ước, đều bị hảo hảo thu ở hộp phía dưới, phía trên để đó khối lớn bạc, đều chỉnh chỉnh tề tề mã, này 15 lượng bạc, triệu sách vừa xuyên qua thời điểm, liền định muốn sớm ngày trả hết, kéo tới bây giờ, cũng gần một tháng, mặc dù triệu hữu tài bên kia chưa từng có thúc giục qua triệu sách, cũng không có đề cập qua đầy miệng, bất quá triệu sách vẫn là muốn đem những này có thể còn bên trên nợ, đều trước còn. Đến nỗi những cái kia còn không lên nợ nhân tình. Hắn cũng sẽ một mực nhớ, 15 lượng bạc, cầm một tấm vải bao lấy, trực tiếp nhét vào trong ngực, triệu sách liền ra cửa. Quần áo mới, giày mới, phòng ở mới, triệu sách vừa đi, một bên lẩm bẩm nói, bám rễ sinh chồi sau, cũng muốn bắt đầu nhân sinh mới. Chương 92, trước trả tiền A. Triệu sách đến triệu hữu tài trong nhà, sáng sớm, Thái Dương vừa mới đi ra, triệu sách sớm như vậy tới cửa, triệu hữu tài một nhà còn tưởng rằng có cái đại sự gì, kết quả nghe nói triệu sách là đến trả bạc, người một nhà cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, triệu hữu tài trực tiếp vất vắt tay, đuổi người nói, người này xây nhà, đang muốn dùng tiền thời điểm. Nhà chúng ta nơi đó liền gấp điểm này bạc dùng. Triệu sách liền nghĩ đến, sẽ là dạng này, bất quá hắn cũng không hoảng hốt, đã sớm chuẩn bị kỹ tràng lý do thoái thác, triệu sách cười nói, đại bá, tiền này còn ngươi, ta mới cốt xây nhà. Triệu hữu tài nhíu mày, nói ra, nào có loại thuyết pháp này. Triệu sách khẽ thở dài một hơi, nói, ta nếu là không trả này bạc, người trong thôn nói lời, đoán chừng sẽ không dễ nghe. Dù sao người nhà nông muốn xây gạch xanh nhà ngói, người bình thường dốc sức làm cả một đời, đều xây không lên, lúc trước người trong thôn đều biết, triệu sách trong nhà nghèo, liền bán thừa hai mẫu ruộng hạ đẳng ruộng này mặc dù nói mình có một cái kiếm sống, cũng chưa nói với người khác, là tới tiền nhanh như vậy, cho nên này trực tiếp nhảy qua gạch đất phòng, dựng lên gạch xanh phòng, mọi người đều tại tự mình suy đoán, triệu hữu tài trong nhà đoán chừng cho triệu sách phụ cấp không ít. Lý thị Dĩ nhiên là biết đến rõ ràng nhất, mấy ngày nay nàng tại dưới cây hòe lớn cùng đại gia nói khoác triệu sách thời điểm, liền phản bác không ít người lời nói, chỉ là mọi người đều không thể nào tin được, triệu sách thật sự dựa vào bản thân bản sự kiếm tiền muốn xây căn phòng lớn, lý thị không cao hứng nói, là có người hay không đi trước mặt ngươi nói cái gì? Là ai miệng như thế đại? Ngươi cùng đại bá nương nói, đại bá nương tuyệt đối không buông tha nàng. Lý thị mặc dù là thôn trưởng phu nhân, Ngày thường đều là giảng đạo lý, nhưng mà nàng cũng không phải là nắp, muốn thật ầm ĩ lên, cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, nhà mình người nếu như bị khi dễ, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, Triệu Sách vẫn là cười nói, đại bá nương, không có sự tình. Chỉ là ta gần nhất kiếm được không ít tiền, xác thực hẳn là trả lại. Nói, đem trong ngực bạc lấy ra. Văn Sinh ca biết ta muốn xây nhà, cũng nói muốn mượn tiền cho ta. Nhưng mà hắn không có mượn, đó là bởi vì hắn biết ta gần nhất đúng là kiếm được không ít tiền cho nên các ngươi cứ việc trước nhận lấy. Nếu là xây nhà không đủ tiền, ta hỏi lại các ngươi muốn. Triệu sách kiểu nói này, triệu hữu tài người một nhà cũng cảm thấy xác thực có đạo lý, dù sao triệu sách thế nhưng là có tiền khoa, tiền thả bọn họ trên tay, khẳng định là so tại triệu sách trên tay giấu lao một chút, triệu hữu tài gật đầu nói, được, vậy chúng ta trước hết nhận lấy. Chờ ngươi cần dùng tiền, lại tìm chúng ta mượn là được. Triệu sách cười, đem bạc đưa cho Lý Thị, Lý Thị nghe tới chính mình chủ nhà nói như vậy, nàng cũng liền tiếp tới, sau khi nhận lấy, nàng còn hỏi nói, sách nhi buổi sáng có hay không ăn cái gì rồi. Đại bá nhà mẹ để bên trong nấu cháo, cho ngươi trang một bát. Triệu sách khoát khoát tay, trong miệng có chút khoe khoang nói, đại bá nương, ta ăn mới đi ra ngoài. Buổi sáng vợ ta sớm liền lên, in dấu bánh rán hành, còn nấu cháo. Cái kia bánh bột ngô ăn quá ngon, ta ăn ba cái bánh bột ngô. Thực sự là ăn không vô. Nói, tự hồ cảm thấy mình có chút khoe khoang quá mức, có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình, triệu hữu tài hai vợ chồng, cũng trầm mặt một chút, bên cạnh Triệu Văn Hạo lại thật lớn liệt liệt nói, mới ba cái bánh bột ngô, người cái này lượng cơm ăn cũng quá nhỏ. Nếu là ta, ta có thể ăn năm cái. Triệu Hữu Tài cùng Lý Thị nhìn thoáng qua con trai của mình, cũng nhịn không được cười, Triệu Văn Hạo không rõ ràng cho lắm nhìn xem bọn hắn, Lý Thị đi vào cất kỹ bạc, nghĩ đến chính mình hôm nay còn phải ra ngoài nói một chút, này chất nhi cũng còn chính mình bạc, cũng không thể lại để người trong thôn tiếp tục dùng cái này tới nói xấu hắn, nhà chính bên trong, Triệu Sách nói muốn Triệu Hữu Tài cùng chính mình cùng đi, nhìn xem phòng ở như thế nào xây sự tình triệu hữu tài sau khi nghe xong đối một bên triệu văn hạo nói đi ngươi thanh sơn thúc trong nhà đem hắn kêu lên triệu văn hạo gật gật đầu trước ra cửa triệu thanh sơn lúc còn trẻ trong thành cùng thợ hồ làm qua một đoạn thời gian cho nên ngày thường trong thôn đại gia xây nhà đều sẽ kêu lên triệu thanh sơn đến giúp đỡ tham tường nghe triệu văn hạo nói muốn mời hắn đi hỗ trợ nhìn triệu sách phòng ở hắn đem đầu vai quất lại để xuống cùng theo đến triệu sách nhà triệu sách trong nhà nóc phòng hai ngày này đã không hướng rơi xuống đồ vật chỉ là từ xa nhìn lại giống như bị người cạo một bên đầu trọc. Đồng dạng, có chút hài hước, triệu hữu tài đánh nhìn từ xa đến, khẽ thở dài một hơi. Xây xong điểm phòng ở cũng tốt. Ngươi một cái người đọc sách, ngày sau thi công danh, trong nhà phòng ở cũng là muốn một lần nữa xây. Khi nói chuyện, lại nghĩ tới triệu sách phu tử vấn đề gần nhất. Triệu Văn Sinh một mực đang giúp đỡ nghe ngóng trong thành phu tử, cũng không biết hỏi thăm như thế nào, Triệu Hữu Tài nói, lần sau ra khỏi thành thời điểm, ngươi hỏi một chút ngươi đường ca, nhìn xem phu tử sự tình như thế nào người này ở nhà đều nhanh một tháng còn tiếp tục như vậy liền thật sự không đuổi kịp thi đồng sinh triệu sách nói tốt hai người đến triệu sách nhà triệu thanh sơn cũng đúng lúc đến triệu sách chào hỏi thanh sơn thúc triệu thanh sơn nhìn xem triệu sách nhớ tới hắn gần nhất nghe đồn trong lòng có chút vui mừng thôn xóm bọn họ bên trong người đọc sách cũng coi là có chút bộ dáng hắn hỏi nhà ngươi phòng này chuẩn bị như thế nào xây Ngươi bản thân nhưng có ý nghĩ rồi triệu sách liền đem chính mình suy nghĩ cùng bọn hắn nói nói muốn tại hậu viện xây một cái công xưởng sau đó còn nói tại viện tử thượng xây một cái ao nước trong tường dùng gốm sứ làm đường ống dẫn nước đi vào còn nói muốn làm vang đem thủy trực tiếp dẫn tới trong phòng tắm triệu thanh sơn bọn người đều nghe sửng sốt một chút đợi đến triệu sách đại thái nói xong triệu thanh sơn mới hồi phục tinh thần lại hắn cùng triệu hữu tài liếc nhau mới hỏi ngươi cái này là muốn dựa theo trong thành lão gia trong nhà như thế xây sao hắn tại nông thôn giúp đỡ xây nhiều năm như vậy phòng ở còn không có nghe qua có người ta bên trong dạng này xây, bọn hắn người nhà nông, cơ bản cũng là phòng ở đẩy ngã, sau đó nhìn xem phòng ở hướng, nhìn nhìn lại bếp lò phương hướng, cơ bản liền nền tảng đều không cần đào, này Triệu Sách, cái khác không phải không nói, thế mà còn phải dùng đến gốn sứ tới xây nhà, thực sự là để bọn hắn nghe đều cảm thấy lại quý lại mở ra tầm mắt. Triệu Sách nhớ tới trước kia trong tivi nhìn thấy những cái kia cổ đại. Phòng ở, tự hồ cũng không có thiết kế như vậy, hắn nói, cũng không phải. Những này, đều là ta nghĩ ra được. Nghĩ đến dạng này thuận tiện một chút đi. Triệu Thanh Sơn suy tư một chút, mới nói, ngươi một cái người đọc sách, nghĩ đồ vật cũng là cùng chúng ta khác biệt. Ta tận lực cho ngươi xem một chút như thế nào xây mới tốt. Triệu sách cười nói, vậy sẽ phải làm phiền Thanh Sơn thúc tốn nhiều điểm tâm nghĩ. Triệu Thanh Sơn khoát khoát tay. Phòng ở là ở cả một đời sự tình, là nên muốn xây tốt một chút. Cả một đời sự tình, Triệu sách cười trả lời, xác thực. Chương 93, cho phu quân dãy chút mặt mũi. Triệu sách mang theo Triệu Thanh Sơn bọn người, trong nhà mình dạo qua một vòng, ngày dần cao, thời tiết cũng liền dần dần nóng lên, Tô Thải Nhi đang tại sân vườn bên ngoài dựng giảng dị bếp lò, dùng vừa mua vạt nấu lấy nước chè, bởi vì phải làm việc, nàng liền đổi một thân cũ xiêm y đi ra, làm việc địa phương cổng âm, bất quá trước mặt chính là đốt đang vượng đóng lửa, nàng vẫn là bị lửa sấy khô đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đang nghĩ đem nói trượt mang lên một ngụm trống không vạt lúc, liền nghe được. Vừa đi vào tới điệu sách âm thanh. Thải Nhi, cái kia quá nặng đi, ngươi để đó, chờ ta tới. cô Thải Nhi quay đầu, liền thấy phu quân mang theo người đi đến, Tô Thải Nhi dừng một chút, có chút xấu hổ đứng tại chỗ, triệu sách giải thích nói, đây là thanh sơn thúc, tới giúp chúng ta nhìn một chút phòng ở như thế nào xây. Tô Thải Nhi liền nhỏ giọng lên tiếng chào. Thanh sơn thúc. Lại chuyển hướng triệu hữu tài hai người. Đại bá, đường ca. Triệu hữu tài nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua trên người nàng cũ xiêm y, không nói gì, triệu sách để Tô Thải Nhi đi vào cho đại gia đựng nước, chính mình đem nói trượt lanh lệ dời đi lên, triệu văn hạo ở một bên nói, cha, triệu sách hắn khí lực nhưng lớn lần trước cái kia của nhánh hắn trực tiếp một tay cầm đi vào triệu hữu tài nhìn xem triệu sách này thật cao gầy teo bộ dáng có chút không tin triệu văn hạo nói thật sự hắn đi qua cầm lấy cái này nói được cái này khẳng định rất nặng bằng không thì triệu sách nhìn thấy cô vợ hắn cầm lên cũng sẽ không nói để đó để hắn tới a à, ta nhấc lên liền dậy rồi triệu văn hạo nhìn xem trong tay nói trượt trọng là có chút nặng nhưng mà một đại nam nhân hắn vẫn có thể nhẹ nhõm nhấc lên cái kia triệu sách nàng dâu cho dù khí lực điểm nhỏ hẳn là tốn sức một điểm, cũng có thể nhấc lên A, còn đang nghi hoặc triệu sách ở một bên cười nói, là có chút trọng. Vợ ta đi đứng không tốt, chuyển loại này vật nặng, ta sợ nàng không cẩn thận trượt chân. Triệu hữu tài mấy người nhìn xem, này bị triệu văn hạo nhẹ nhõm nhất lên nói trượt, đều có chút trầm mặt, này triệu sách, đối với hắn nhà tiểu nương tử này, cũng hơi bị quá tốt rồi, một điểm sống lại đều không cho nàng làm, triệu hữu tài ho nhẹ một tiếng, mấy người mới hồi phục tinh thần lại. Ở bên ngoài thương lượng phòng ốc sự tình, một mực thảo luận không sai biệt lắm một canh giờ, mấy người mới đi triệu sách đem người đưa đến hàng rào ngoài cửa triệu thanh sơn đi trước sau triệu hữu tài mới cùng triệu sách nói người cái kia nàng dâu có phải hay không chỉ là một thân quần áo mới người đại bá nương trước đó không lâu tìm người dệt một thất vải nghĩ đến cho ngươi đường muội may sim y ta trở về để nàng cắt điểm lại đây cho ngươi nàng dâu làm nhiều hai thân quần áo mới thay thế nhà ngươi căn phòng lớn đều phải dựng lên dạng này bị người nhìn thấy muốn cười lời nói triệu sách nghe xong có chút bất đắc dĩ cười nói đại bá không cần ta mua không ít bố trở về, chỉ là còn chưa kịp toàn bộ làm thành xiêm y. Mà lại bởi vì phải làm việc, cho nên mới đổi một thân cũ áo mà thôi. Triệu sách trước sau hướng trong nhà, mua có ba lần mới bố, bất quá bởi vì thời gian không đủ, tiểu cô nương chỉ vội vàng làm hắn xiêm y, xiêm y của mình còn chưa kịp làm, cho nên mới sẽ không có bộ đồ mới thay thế, triệu hữu tài nghe xong, mới biết được chính mình hiểu lầm, dù sao triệu sách phải làm việc, đều đem chính mình trường bào đổi lại, mặc vào đoạn đã. Vậy là tốt rồi. Để ngươi nàng dâu, không có việc gì đừng lão buồn bực ở trong phòng nhiều một chút đi ra đi lại mới là nếu như bị người khi dễ trực tiếp tìm ngươi đại bá nương đi cho các ngươi chỗ dựa không cần sợ triệu hữu tài mặc dù ngay từ đầu đối tô thải nhi không quá ưa thích bởi vì dung mạo của nàng gầy gò nho nhỏ cùng người bên ngoài không giống không nói còn đi đứng không tiện hắn chấp nhi lại là cái người đọc sách loại cô gái này như thế nào xứng với nhưng mà nếu đều cưới về nhà vợ chồng trẻ lại cảm tình không tệ hắn đã không còn gì để nói dù sao nhập môn cũng chính là đứng đắn nàng dâu, hắn cái này làm lớn bá tự nhiên sẽ che chở điểm. Triệu sách cũng nghĩ đến này một tầng, trong lòng rất là cảm động. Đại bá, ta cùng giải quyết nàng nói những này. Triệu hữu tài gật gật đầu, mang theo triệu văn hạo đi. Triệu sách trở lại sân vườn chỗ, tiểu cô nương đang hướng ngói trượt bên trong đút lấy rửa sạch sẽ rơm rạ, trên lưng xiêm y, đều ướt một mảng lớn, nghe tới phu quân tiếng bước chân, tô thải nhi quay đầu lại, hô hắn một câu. Phu quân So sánh ngay từ đầu tới Nghe tới phu quân hai chữ này buồn cười, bây giờ triệu sách, đã sớm tìm thức liền tiếp nhận cái thân phận này, mà lại mỗi lần nghe tới tiểu cô nương âm thanh nhu nhu kêu chính mình, triệu sách đã cảm thấy tâm tình không tệ, ngồi sổng xuống, giúp đỡ tiểu cô nương chuẩn bị cho tốt ngói trực, triệu sách mới nói, thanh sơn thúc nói, hậu thiên liền có thể khởi công phá vòng cũ. Bên cạnh đất trống, cũng là nhà chúng ta, đến lúc đó cùng một chỗ đồng tiến tới xây. Cô Thải Nhi mặc dù không biết như thế nào phát biểu ý kiến, nhưng vẫn là liên tục không ngừng gật cái đầu nhỏ, hy vọng có thể cho đến phu quân phản hồi, tiểu sách đại khái nói xong, Tô Thải Nhi mới ước mơ nói, hậu thiên liền muốn khởi công nha. Cái kia rất nhanh liền có phòng ở mới ở. Tiểu sách nhớ tới Tiểu Thanh Sơn nói, đoán chừng muốn hơn một tháng thời gian, nghĩ đến cũng không nhanh, mà lại hắn ngày mai còn phải vội vàng, đi trong thành đặt trước chút gốm sứ quản mới là, gốm sứ giá cả không rẻ, mặc dù Tiểu sách không yêu cầu cái gì công nghệ hoa văn màu sắc loại hình, nhưng đoán chừng cũng muốn không ít tiền, cho nên Tiểu sách nghĩ đến, đường ống cũng không cần làm dài hơn, nên có hai cái địa phương có liền có thể nghĩ đến, lại nghĩ tới triệu hữu tài lời vừa rồi, triệu. Sách mang theo ý cười, cùng tiểu cô nương nói, vừa mới đại bá nhìn thấy ngươi, ngươi đoán phía sau hắn nói với ta cái gì rồi. Tô Thải Nhi nghi ngờ méo một chút đầu nhỏ, thành thật lắc đầu. Nói cái gì? Triệu sách liền đem triệu hữu tài nói lời, cùng Tô Thải Nhi nói, Tô Thải Nhi nghe xong, con mắt hơi hơi trừng lớn. Đại bá bọn hắn đối ta quá tốt rồi, triệu sách sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Cho nên, ngày thường coi như không có ta mang theo ngươi, ngươi cũng muốn thêm ra cửa đi đi một chút. Nếu là không dám, liền đi tìm đại bá nương mang theo ngươi, chắc chắn sẽ không bị người khi dễ. Tô Thải Nhi công công con mắt, tiểu lúng đồng tiền ngọt ngào nhất. Vốn là không có khi dễ ta nha, người trong thôn, mặc dù thấy được nàng về sau, sẽ đi xa một chút nhưng mà đồng thời không có giống trước kia tô gia thôn người một dạng, đối nàng đủ loại xua đuổi ghét bỏ mà lại mấy ngày nay, đại gia thái độ đối với nàng, không biết vì cái gì, hòa hoãn rất nhiều, liền ngay từ đầu mắng nàng tai tinh lục thẩm con dâu, hôm qua thấy được nàng tại cửa thôn còn bồi tiếp nàng đứng trong chốc lát cho nên tô thải nhi bây giờ kỳ thật không sợ đi ra ngoài chỉ là sự tình trong nhà nhiều nàng đi ra ngoài chơi phu quân trở về liền muốn bận bịu càng lâu cho nên nàng mới không thích ra ngoài lãng phí thời gian triệu sách cười nói từng không có khi dễ đều đang từ từ biến tốt hai người liếc nhau đều không hẹn mà cùng cười cười rất nhanh lại lần nữa đầu nhập vào công tác bất quá thời gian ở không tô thải nhi cúi đầu nhìn có thể nhìn trên người mình của Sim y có chút hối hận nghĩ đến rõ ràng hôm nay phu quân nói sẽ dẫn người tới phòng ở, chính mình làm sao lại đổi này một thân, buổi chiều, tiểu cô nương hiếm thấy, không có cướp bên ngoài việc làm, mà là thành thành thật thật, ở trong phòng cho mình vá quần áo mới. Một bên khe hở. Một bên miệng nhỏ còn ba ba nói, muốn làm đẹp mắt chút, mới có thể cho phu quân dãy chút mặt mũi. Chương 94, xuyên tới bộ đồ mới, còn rất đẹp a. À. Màn đêm dần dần giáng lâm, đợi đến Thái Dương hoàn toàn sau khi xuống núi, nhiệt độ không khí cũng liền chậm rãi bắt đầu mát mẻ, bởi vì Triệu Sách nghĩ đến, trong nhà phòng ở, hậu thiên liền muốn bắt đầu phá hủy, chuẩn bị xây phòng ở mới, bởi vậy, nguyên bản nói qua mấy ngày vào thành đi, chuẩn bị đặt hàng xây nhà phải dùng đồ vật này một kế hoạch, liền phải sớm, ban đêm, tiểu phu thê hai người rửa mặt sau, liền tránh về gian phòng thảo luận thì thầm. Tô Thải Nhi nằm ở trên giường, nhỏ giọng nói, phu. Quân, ta làm quần áo mới. Triệu sách thuận miệng đáp, ừm, vậy ngày mai ra ngoài, mặc vào quần áo mới ra ngoài. Tô Thải Nhi nghĩ đến hôm nay đại bá bọn hắn nói lời, còn có lần trước ra khỏi thành, chính mình mặt rách rách rưới rưới, những người kia nhìn mình ánh mắt, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, mới nói, tốt, tốt lắm. Miệng nàng đần, sẽ không nói nhưng mà mặc vào vải tốt làm quần áo mới, đến lúc đó mọi người thấy, liền sẽ biết phu quân đối nàng tốt, đến lúc đó, nàng còn muốn làm mặt của mọi người, nói đây là phu quân cố ý mua cho nàng vải tốt, triệu sách cảm giác được người bên cạnh đột nhiên xuất hiện đấu trí. Hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, có chút buồn cười nói, ngủ đi. Ngày mai ra ngoài, tranh thủ đem sự tình một lần qua xong xuôi. Tốt bên cạnh tiểu cô nương cũng tức thời đáp, sau khi nói xong, triệu sách lại cảm thấy đến hắc ám bên trong, tiểu cô nương tại hướng phía bên mình di động, sau đó, cánh tay của hắn, liền bị người nhẹ nhàng ôm lấy, tô thải nhi nói, phu quân, thời tiết lạnh, muốn mua quần áo mùa đông nữa nha. Triệu sách trong lòng hơi động một chút, buồn cười đem nàng vớt lại đây, ôm vào trong ngực. Ừm, thời tiết lạnh, đến ông ngủ mới ấm áp. Đưa tay sờ sờ nàng sau đầu tóc, ngủ đi. Tô Thải Nhi bị hắn ôm vào trong ngực, trên mặt cũng không biết là bị hai người nhiệt độ cơ thể sấy khô, hay là mình xấu hổ có một chút phát nhiệt bất quá nàng vẫn là hạnh phúc nhắm mắt lại rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp hôm sau trời vừa sáng hai người tẩy thấu hoàn tất lại ăn qua tô thải nhi làm điểm tâm sau triệu sách cổng trương sách tô thải nhi thì mặc quần áo mới có chút ngượng ngùng đi theo bên cạnh hắn hai người cùng nhau hướng phía cửa thôn đi tới mặc dù không có mở miệng nói chuyện nhưng mà triệu sách lại có thể rõ ràng cảm nhận được nhà mình tiểu cô nương hôm nay từ rời giường bắt đầu vẫn bị vui sướng bao quanh ngẫu nhiên cúi đầu nháy mắt nhìn xem trên người vải tốt làm bộ đồ mới luôn là một người len lén bật cười người trong thôn đại bộ phận cũng chỉ mặc vải bố ráp làm xiêm y chỉ có triệu sách một cái người đọc sách còn có trong thành triệu văn sinh nhà ngày thường mới có thể mặc tốt làm bằng vải xiêm y tô thải nhi lần này chỉ ở triệu sách sau lưng tránh nửa người đợi đến triệu sách mang theo tô thải nhi đến dưới cây hòe lớn thời điểm đại gia quả nhiên lập tức liền bị trên người nàng xiêm y hấp dẫn lấy ánh mắt triệu sách mang theo vợ ngươi vào trong thành a ngươi đại xương thúc chờ một lát nữa liền đến nhìn xem tiểu phu thê hai lôi kéo tay một cái thím treo gẹo mà nói triệu sách nhớ rõ cái này đại thẩm tự hồ là cùng lý thị quan hệ không tệ hắn cười trả lời đúng vậy a à, nhanh đến mùa đông vào thành mua một điểm bông vải bông làm một chút quần áo mùa đông đúng vậy a à, thời tiết này bắt đầu lạnh là đến chuẩn bị áo dày ai u triệu sách nương tử ngươi này thân sim y vẫn là vải tốt làm a à. chật chật này nguyên liệu xem ra liền rất thoải mái một cái cùng lý thị giao hảo thím nhìn thoáng qua phía sau hắn tô thải nghi kinh hô một tiếng tô thải nhi nghe tới người khác nói xiêm y của mình nàng lấy dũng khí nâng lên đầu nhỏ nỗ lực nói là vải tốt ta phu quân ta cố ý cho ta mua bố âm thanh tiểu nhân chỉ có đứng tại nàng phía trước triệu sách cùng đi tới thím nghe thấy triệu sách nghe tới tiểu cô nương lời nói sau nhịn không được cười cười nguyên lai chiều hôm qua một mực tại gian phòng bận rộn là vì hôm nay giờ khắc này đâu cái kia thím cũng hợp thời cười nói ngươi phu quân cho ngươi mua a à? phải tốn không ít tiền a à? tô thải nhi vừa mới nâng lên dũng khí đã tiêu tán không ít nàng há to miệng cảm giác bản thân trên mặt thực sự quá bỏng chỉ phải ngẩng đầu hướng phía phu quân xin giúp đỡ triệu sách cười giải vây cho nàng thím không tốn bao nhiêu bạc cái kia bố trang hỏa kế nhận biết ta mua bố còn tiễn đưa không ít đồ vật này thím gật gật đầu nhìn xem tại triệu sách sau lưng ngẫu nhiên nhìn một chút chính mình tô thải nhi nghĩ thầm này triệu sách gia tiểu nương tử xuyên tới hảo xiêm y xem ra dáng dấp còn rất tốt trách không được này triệu sách như thế thích nàng thím nhiệt tình nói thôn chúng ta bên trong người tứ thẩm con dâu nàng cũng sẽ dệt vải. Lần sau các ngươi nếu là muốn mua vải tốt, có thể trực tiếp đi tìm nàng dệt, một thớt vải giống như so trong thành tiện nghi cái 100 văn tả hữu đâu. Chính là có thể muốn sớm một tháng đi nói mới được. Triệu sách gật đầu, cười nói tốt, người trong thôn thái độ, tại mưa tạnh về sau, liền thay đổi không ít, mấy ngày nay, bởi vì lý thị đại lực tuyên truyền, không ít người thái độ càng là 180 độ chuyển biến lớn, Tô Thải Nhi cũng lần thứ nhất, có dũng khí ở trước mặt mọi người, ngắn mũi ngẩng đầu, rất nhanh, đại sương thúc lái xe bò đến đây, đám người sau khi lên xe, có hai cái cùng xe nam nhân, cũng cùng Triệu Sách Câu được câu không mà trò chuyện. Ngồi ở bên cạnh Tô Thải Nhi. Ngẫu Nhi ngượng ngùng ứng vài câu bên cạnh Đại Thẩm lời nói, cũng không có cảm giác nhàm chán, đợi đến xe bò tiến vào thành sau, Triệu Sách liền dẫn Tô Thải Nhi, trực tiếp hướng Triệu Văn Sinh tửu lâu tiến đến, hôm qua chế tạo gấp gáp đi ra đường trắng, hôm nay lấy ra giao hàng, giao hàng được bạc sau, này xây nhà cũng không cần lo lắng, bất quá Triệu Văn Sinh hôm nay hiếm thấy không có sáng sớm lại đây hỏa kế đoán chừng sớm qua được chào hỏi nghe nói là tìm triệu văn sinh để triệu sách tại đại đừng chờ một chút hắn được đến trên lầu đi đem đại trưởng quỷ gọi xuống triệu sách gật gật đầu nói làm phiền hỏa kế này sáng sớm được người khác lấy lễ để tiếp đón cũng cười ha hả đi thông tri triệu sách mang theo tô thải nhi đứng tại đại đường nơi hẻo lánh bên trong thúy hiên lầu trong đại đường không ăn ít điểm tâm người đang tại cao giọng đàm luận cái gì giá lương thực thật sự hạ rồi cách triệu sách hai người gần nhất người kia cao giọng nói. Đúng là hạ. Liền ba ngày, từ 180 văn, trực tiếp hạ xuống 80 văn. Mà lại nghe nói sẽ còn tiếp tục hàng. Này triệu sách sẽ không phải là thần tiên chuyển thế A. Này ra mưu kế, lập tức liền có hiệu quả. Nghe nói bên cạnh huyện thành, đem còn lại lương thực, đều nấu hiến cùng cuộn nước cháo, nghĩ đến nhiều chi chống đỡ mấy ngày, chờ giá lương thực hạ xuống. Nghĩ không ra này còn không có qua ba ngày, liền trực tiếp hàng nhiều như vậy. Những người này nói, nói gần nói xa mang theo khâm phục chi ý. Triệu sách Tô Thải Nhi trốn ở phu quân sau lưng, nghe tới trong miệng những người này, nói chính mình phu quân danh tự, nàng hiếu kỳ chi cạnh lỗ tai, tập trung tinh thần nghe. Chương 95, nguyên lai triệu sách lợi hại như vậy. Triệu sách nghe tới bọn hắn nói lời sau, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, xem ra này bên cạnh huyện thành thương nhân lương thực, so hắn dự đoán, chèo chống thời gian còn thiếu một chút, lại nghe được người bên cạnh nói, bên cạnh thành huyện lệnh, một bên tuyên truyền nói triều đình chẩn tai kiểu lập tức sẽ đến, một bên giá cao thu mua một bộ phận lương thực. Có thương nhân lương thực nghe tới cái giá tiền này, liền tâm động. Lúc này biểu thị muốn cho quan phủ bán lương, nhưng mà quan phủ hết thảy đều cự tuyệt. Những này thương nhân lương thực liền ngược lại, bán cho cái khác đại thương nhân lương thực. Còn có chút tại huyện khác thành thương nhân lương thực, nghe nói hai cái này huyện thành giá lương thực đều tiêu thăng đến giá trên trời đi, cũng tràn đầy phấn khởi vận lương lại đây. Này lương thực vừa vận đến ngoài thành, giá lương thực liền ngã xuống 80 văn. Đám người nói, cười vang. Vậy cái này lương thực 80 văn, hắn còn bán không? Bán A. À? Như thế nào không bán? Này sơn trưởng thủy xa chở tới đây, cũng không thể lại chở về đi thôi. Kiếm ít một điểm là một điểm đi. Sách, này triệu sách đầu óc, thật sự dễ dùng. Mấy cái vòng tròn liền đem chuyện này giải quyết. Đúng thế, lần này bởi vì triệu sách bày mưu tính kế, sống hàng ngàn hàng vạn bách tính, có thể nói là công đức vô lượng. Nghĩ đến, về sau huyện Tôn Đại Nhân khẳng định sẽ đối triệu huynh tiến hành ngợi khen. Còn có, này triệu viên ngoại nhà, đến bây giờ còn bị quan binh vây đâu. Bây giờ triệu an minh người trong nhà xuất nhập đều phải đi qua huyện nha đồng ý mới được. Nghe lời của mọi người, triệu sách cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao tao ngộ thủy tai, huyện nha thường cấp châu phủ liền có chẩn tai trách nhiệm, bây giờ bởi vì ba cái huyện lệnh hợp tác, kết quả đều không cần châu phủ ra tay. Tai họa liền giải quyết, đây đối với phủ đài đại nhân cũng là một cái quan huy chiến tích, dù sao trong huyện bất luận cái gì thành tích, đều là tại châu phủ lãnh đạo hạ làm ra, chỉ có điều nghe tới triệu viên ngoại nhà lại bị vây quanh, triệu sách vẫn còn. Có chút giật mình, hắn không cho rằng chính mình liền ra một ý kiến, liền có thể để huyện lệnh ra tay đối phó triệu viên ngoại, dù sao bất kỳ bên nào huyện lệnh muốn làm ra thành tích, đều cần nơi đó thân hào nông thôn phối hợp, hắn một cái bị trục xuất thư viện, liền sinh viên cũng không tính là người đọc sách, nào có mặt mũi lớn như vậy, ước chừng, cũng chính là hạn chế bọn hắn khoảng thời gian này ra vào. Thuận tiện cho bọn hắn nhà một cái nho nhỏ cảnh cáo mà thôi, cũng sẽ không để triệu gia. Thương cân động cốt, đang nghe, bên kia hỏa kế, chạy chậm đến đến đây. Triệu tiểu lan quân, chúng ta đại trưởng quỷ cho mời. Triệu sách đối hắn nhẹ gật đầu, mang theo Tô Thải Nhi đến nội thất, căn cứ hỏa kế nói, đây là tử lâu đại trưởng quỷ, là bọn hắn trần lão gia trong nhà người, mỗi tháng đều sẽ đến tử lâu tới kiểm toán hai lần, tiến vào nội thất sau, triệu sách liền thấy cái này đại trưởng quỷ, triệu sách đối hắn làm vái chào, xem như chào hỏi, bên cạnh Tô Thải Nhi, cũng tranh thủ thời gian học phu quân dáng vẻ, cuối người bái một chút, cái này đại trưởng quỷ, cái cầm mọc ra một túng râu riêng. Nhìn thấy triệu sách hai. Người hành lễ, cũng không nói nhiều, cân xong đường trắng sau, liền cho bọn hắn kết bạc, lúc sắp đi, đại trưởng quỷ nhìn triệu sách liếc mắt một cái, đối hắn khẽ gật đầu. Đi thông thả. Triệu sách đối hắn, cũng nhẹ gật đầu, mới quay người mang theo tô thải nhi đi xuống lầu, ra nội thất, tử lâu đại đường người, còn tại thảo luận triệu sách sự kiện kia, triệu sách lôi kéo tô thải nhi đi ra ngoài, cảm giác được hai người cùng nhau dắt tay, bị hơi lung lay một chút, triệu sách cúi đầu, liền đối mặt nhà mình tiểu cô nương cái kia sáng lóng lánh nhưng lại tràn ngập kiêu ngạo cùng cặp mắt kính nể. Đây là làm cái gì? nhúng tay tại tô thải nhi sống mũi nhỏ cắn tô câu triệu sách buồn cười hỏi phu quân thật lợi hại mặc dù tô thải nhi đối những người kia nói lời nghe tỉnh tỉnh mê mê nhưng mà những cái kia ca ngợi lời nói tô thải nhi là khẳng định nghe ra bởi vì phu quân nguyên nhân cứu sống rất nhiều nạn dân, thậm chí bọn hắn nói liền huyện tôn đại nhân đều phải cho phu quân khen thưởng đâu đối đầu tô thải nhi cái kia tràn đầy cơ hồ đều có thể dào dạt đi ra kính nể triệu sách trong lòng có chút hưởng thụ bất quá chuyện này cũng vẫn chưa xong hắn cũng không tốt trước rắm thúi đứng lên chỉ thấp giọng giải thích nói chuyện này mặc dù có một chút là công lao của ta nhưng mà trong đó mấy vị huyện tôn đại nhân làm mới là trọng yếu nhất triệu sách chỉ là đưa ra một cái biện pháp khả thi chân chính hành động người đều là mấy cái kia huyện lệnh nếu là không có bọn hắn triệu sách cái này giả tưởng nghĩ lợi hại hơn nữa cũng sẽ không có quá nhiều thành quả bất quá chuyện này còn không có xong vốn chỉ muốn hôm nay mang ngươi đi ra nhìn xem náo nhiệt kết quả này náo nhiệt còn không có phải xem đập đi một chút miệng Triệu sách cảm thấy có chút tiếc nuối, vốn đang nói muốn dẫn tiểu cô nương xem náo nhiệt đâu, kết quả, bây giờ triệu phủ lại bị vây lại, lần này triệu an minh xuyên tiểu nương tử xin y phát cháo tên tràn diện, là tạm thời không nhìn thấy, bất quá cũng không có việc gì, đợi đến lần sau nhận được tin tức sau, hắn lại mang tiểu cô nương đi ra, mặc dù triệu sách trong miệng nói khiêm tốn lời nói, nhưng mà tô thải nhi lại biết, phu quân công lao, có thể bị đại gia một mực thảo. Luận, nhất định là không nhỏ, nàng mắt to công công, nói, huyện tôn đại nhân cũng lợi hại, nhưng mà phu quân là lợi hại nhất nói xong nàng lại nhìn một chút chung quanh sợ chính mình nói chuyện quá lớn âm thanh gây nên sự chú ý của người khác triệu sách cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng đi thôi một đường này đi qua cả huyện thành người cơ bản đều là đang nghị luận triệu sách ra mưu giải quyết lương thực nguy cơ sự tình triệu sách nghĩ việc này đoán chừng không lâu sau đó cũng sẽ truyền về đến trong thôn đi đi qua đại gia truyền bá đoán chừng thanh danh của hắn có thể tới một cái đại xoay người trước đó bị đuổi ra học đường không tốt thanh danh sẽ quét sạch sành xanh dù sao tiếng xấu âm thanh tất cả đều là nguyên thân gây ra Bất luận cái gì tốt ấn tượng đều là chính mình tranh. Thủ tới, vì vậy đối với bất luận cái gì tán dương, Triệu Sách đều hưởng thụ không có chút nào ấy nấy, huống chi, vì có thể để cho tiểu cô nương ở trong thôn càng thêm tự tại một chút, Triệu Sách không ngại để cho mình thanh danh càng tốt hơn một chút, như Triệu Sách sở liệu, trong thành thủy tiểu thôn người, tự nhiên cũng là nghe được không ít dạng này lời nói, bọn hắn cũng cùng Tô Thải Nhi một dạng, nghe không hiểu những này nhân khẩu bên trong vòng tròn loại hình lời nói. Nhưng mà không trở. Ngại bọn hắn sau khi nghe, cảm thấy Triệu Sách lợi hại nguyên lai triệu sách lợi hại như vậy, hắn thế mà giải quyết hai cái gặp tai họa huyện thành lương thực nguy cơ. Mới vừa cùng triệu sách đáp lời cái kia đại thúc, tại chợ bên trên nghe đến sáng sớm đến mua món ăn tiếng người sau, một bên nghe, một bên khiếp sợ nói không ra lời, liền huyện cửa ra vào những cái kia lưu dân, cũng có thể thấy được tới, một khi lão bách tính gặp nạn, đó là một bộ cái dạng gì địa ngục tràn diện, nghe người trong thành lời nói. Giống như bởi vì triệu sách cho huyện Thái Gia xảy ra điều gì chủ ý, đến mức để cái kia hai cái huyện giá trên trời lương thực, lập tức liền chậm lại, một cử động kia cũng coi là cứu sống vô số hàng xóm láng giềng cổ nhân đối với hàng xóm láng giềng quan niệm vô cùng trọng triệu sách cứu được nhiều như vậy hương thân hương lý tại thủy kiều thôn người trong lòng đã bù đắp được bất luận cái gì khuyết điểm huống chi trước kia triệu sách chẳng qua là có chút trang dạng tự cao tự đại đồng thời không có phạm phải cái gì sai lầm lúc này tại vị đại thúc này trong lòng triệu sách đã đủ để được xưng tụng thủy kiều thôn có tiền đồ nhất tể này đại thúc lẩm bẩm nói ta đến sớm đi trở về cùng mọi người tốt dễ nói đạo nói việc này mới được nghĩ như vậy hắn càng là ra sức gào to, nghĩ đến muốn sớm đi đem mang ra đồ vật bán sạch, trở về cùng người trong thôn hảo hảo nói khoát một phen triệu sách hành động vĩ đại mới được. Chương 96, là ngươi. Triệu sách mang theo tiểu cô nương, một đường đi, một đường tính toán. Muốn đi định chế một chút vốn sứ đường ống, sau đó mua lấy vài cuốn sách, cuối cùng mua một chút vải bông cùng bông, ngươi nhìn còn có cái gì muốn mua sao? Tiểu quản gia. Mặc dù bị treo chọc thành tiểu quản gia, để tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, nhưng mà nàng lại vẻ mặt thành thật, ra thiếu bổ lậu vải bông cùng bông muốn mua, muốn mua chút màu sắc khác nhau tuyến, còn có trong nhà lại muốn thêm một chút dầu nành, dầu vừng, nhìn xem tiểu cô nương vẽ mặt thành thật ở nơi đó ba lạp ba lạp mà nói, triệu sách trong lòng liền có chút buồn cười, nho nhỏ người, lại nhọc lòng trong nhà rất nhiều chuyện, mặc dù ngày bình thường cũng không lớn mở miệng, nhưng mà lúc này nghe nàng nói tới từng loại đồ vật, liền biết tiểu cô nương ngày thường đối với sự tình trong nhà, khẳng định là vô cùng để. Ý, nếu không, nhiều như vậy chuyện nhỏ, nàng cũng sẽ không nhớ mà như thế rõ ràng. Được, vậy chúng ta tận lực tranh thủ, hôm nay toàn bộ xong. Trước đi ngang qua bố trang, lần này mua bông cùng mua bày thời điểm, Tô Thải Nhi không có lại ngăn cản, ngược lại nhỏ giọng nói ra mình muốn màu sắc, triệu sách nhớ tới buổi sáng nàng đối trong thôn nói lời, cảm thấy có chút buồn cười, tiểu cô nương vẫn nghĩ, đều là đem đồ tốt lưu cho chính mình, nàng cái gì đều có thể tùy tiện, nhưng mà đại bá vô tình một phen quan tâm, lại làm cho cái này cần cù tiết kiệm tiểu cô nương, nhanh như vậy liền cải biến mình ý nghĩ. Đây hết thảy, đều là vì để đại. Gia biết phu quân của nàng đối nàng là tốt, muốn cho phu quân của nàng giải mặt mũi, từ bố trang đi ra, hai người lại đi tới tiệm tạp hóa, vừa vặn cửa hàng bên trong không có cái gì khách hàng, cho nên trưởng quỷ liếc mắt liền thấy triệu sách. Tô công tử tới. Tô. Tô công tử, đừng nói tô thải nhi có chút ngây người, chính là triệu sách cũng là hơn nửa ngày mới nhớ tới, lúc trước hắn bán đường thời điểm, thế nhưng là đánh lấy tô gia thôn tô công tử thân phận cùng tiệm tạp hóa liên hệ, lần trước tới giao hàng thời điểm, cũng là triệu văn sinh phái người giúp hắn tặng hàng cho nên tiệm tạp hóa ngược lại là có một đoạn thời gian không đến dứt khoát triệu sách phản ứng cũng tương đối nhanh trên mặt lập tức hiện ra nụ cười tới chưởng quỷ tốt chưởng quỷ một mặt sáng lên nhìn chằm chằm triệu sách trương sách này đi ra không phải là muốn nhiều cho bọn hắn cung cấp đường trắng triệu sách nhìn thấy ánh mắt của hắn có chút buồn cười nói chưởng quỷ ta là muốn tìm ngươi nghe ngóng một sự kiện này chưởng quỷ nghe tới không phải muốn cho nhà bọn hắn nói thêm cung cấp đường trắng có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại nhiệt tình nói, muốn nghe ngóng chuyện gì. Có cái gì là tại hạ có thể giúp được một tay, ngươi cứ việc nói. Xem như tiện tạp hóa trọng yếu thương nghiệp cung ứng, nếu như có thể giúp được một tay lời nói, trưởng quỷ cũng không để ý phí một phen ký lực, nghe tới trưởng quỷ lời nói, triệu sách cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi, ta muốn cùng trưởng quỷ nghe ngóng một phen, chúng ta trong thành nơi nào bán gốm sứ nhân gia. Gốm sứ. Trưởng quỷ nghe xong, cười nói, cái này tô công tử ngươi liền hỏi đối người cung ứng tiểu đến chén dĩ nhân gia, vừa vặn có thể chế tác. Ngay tại ngoại ô phía tây chỗ kia, có thể đặt hàng. Chưởng quỹ nói xong, lại cho triệu sách nói nơi đó quản sự danh tự, còn nói đến nơi đó, trực tiếp báo tên của mình, cái kia quản sự tất nhiên sẽ hảo hảo chiêu đại hắn, triệu sách cười cùng chưởng quỹ nói lời cảm tạ, lại cùng tiểu cô nương tại trong tiệm này, đem muốn mua đồ vật, đều mua đủ, kết bạc sau, chưởng quỹ cười tủm tỉm lại cùng triệu sách nói muốn hắn nhiều cung ứng một chút đường trắng lời nói, triệu sách trả lời, trong nhà đang tại xây nhà, đợi đến phòng ở xây xong sau, ta lại mời ta cái Khi thân thích lại đây cùng hắn nói chuyện này trưởng quỷ nghe xong cũng không nhiều lời khác chỉ là cười tủm tỉm đem bọn hắn tiễn đưa đi ra ngoài lần trước đưa hàng tới hỏa kế là trần viên ngoại nhà tử lâu người này triệu sách đoán chừng sau lưng cũng là có ít người dù sao hắn cùng triệu sách tạo mối quan hệ ngày sau cũng không sợ triệu sách có hàng không cung cấp hắn tiểu phu thê hai người từ tiệm tạp hóa đi tới liền chuẩn bị hướng phòng sách đi tô thải nhi có chút hiếu kỳ hỏi phu quân trưởng quỷ gọi thế nào ngươi tô công tử Nhìn xem tiểu cô nương kia hiếu kỳ ánh mắt, tiểu Sách nhỏ giọng đối nàng giải thích nói, trong nhà chúng ta bán đồ vật, là vật hi hãng. Tạm thời vẫn là không muốn bại lộ thân phận tốt, cho nên lúc đó liền thuận miệng biên một cái Tô gia thôn họ Tô thân phận. Nguyên lai like là vì an toàn nghĩ, chỉ là hôm nay toàn bộ trong thành người cũng đang thảo luận phu quân danh tự, này đoán chừng cũng giấu không được bao lâu, Tô Thải Nhi nghe xong, có chút ưu sầu nhướng mày lên. Vậy nếu là bị người ta biết, làm sao bây giờ? Tiểu Sách nói, không vội. Chờ này Lương thực sự tình xong về sau, thanh danh của ta dậy rồi, người khác cũng không có dễ dàng như vậy động chúng ta. Tô Thải Nhi cái hiểu cái không gật đầu, nghe phu quân tự tin như vậy lời nói, nàng cũng liền không còn lo lắng, tự hồ phu quân của nàng tại đối mặt tất cả mọi chuyện thời điểm, đều là không chút hoang mang, nàng cũng không thể luôn đại kinh tiểu quái mới là, hai người dắt tay, đã rời đi tiệm tạp hóa có hai ba cái mặt tiền cửa hàng khoảng cách, một đường nghe trong miệng người khác nghị luận, vừa đi, triệu sách kính tai, nghe tới ngõ hẻm bên cạnh, truyền đến hai âm thanh. Vị công tử này, này đồ cổ, thật là tần triều. Nếu không phải là trong nhà của ta lão nương ngã bệnh, ta đều không bỏ được lấy ra bán. Giá tiền này tiện nghi không nói, dạng này cổ khí, còn càng lót ngươi phu tử thân phận đâu. Ồ! Thật sự! Ta đến xem, sau đó, một trận có chút quen thuộc âm thanh vang lên. Ngô học lễ, liền ngươi cái kia phu tử, nơi nào nổi bật lên thượng đồ tốt như vậy. Mà lại ngươi này chạm qua đêm hương tay nâng này hộp gỗ, chẳng phải là liền này đồ cổ đều mang theo mùi thối. Thứ này, bổn công tử muốn, đưa cho ta phu tử lưu tú tài, đây mới thực sự là nổi bật lên lên. Triệu sách dừng bước lại, hướng bên trong nhìn thoáng qua, Tô Thải Nhi có chút không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo phu quân dừng bước, triệu sách nhìn thấy, ngày đó ở cửa thành bên ngoài, một mực vỗ triệu công tử mông ngựa cái kia Đinh Văn Hiên, đang tại trong ngõ nhỏ, cùng người cãi lộn cái gì, hai người bên cạnh, còn có cá nhân bưng một cái rất có niên đại cảm giác hộp gỗ, hộp gỗ bên trong, có một loại giống như chén rượu một dạng đồ vật, này Đinh Văn Hiên, triệu sách nhớ rõ, trong nhà hắn trong. Thành, cũng coi là gia cảnh giàu có nhân gia, chỉ là gia cảnh không bằng triệu viên ngoại nhà, đám người bọn họ, lấy triệu công tử cầm đầu, đều là trong thành cái gọi là thanh niên tài tuấn, nghe tới hai người cãi nhau, này bưng lấy hộp gỗ người, đang một mặt cao hứng nói, hai vị công tử, chớ nhau nhau. Ta này bảo vật gia truyền mặc dù chỉ có một cái, nhưng mà ta bên cạnh nhân gia tự hồ cũng có một cái. Nếu không ta này liền trở về, muốn hắn đem nhà hắn bên trong cái kia cũng lấy ra. Cái kia được xưng hô vì ngô học lễ người trẻ tuổi, có chút công cao hứng nói cái này rõ ràng là ta trước coi trọng kế tiếp hắn muốn hay không ta quản không được này đinh văn hiên lại khác ý ta liền muốn cái này một cái đêm hương tử cùng bổn công tử giật đồ ngươi xứng sao? nghe tới đinh văn hiên trong miệng một mực nhất lên hai chữ kia ngô học lễ tức giận sắc mặt đều có chút nghẹn hồng ngươi lúc này một thanh âm đột nhiên xuất hiện trong ngõ hẻm vị này ngô công tử này đồ cổ không bằng liền tặng cho đinh công tử a hai người theo tiếng kêu nhìn lại Đinh Văn Hiên nhìn thấy triệu sách thân ảnh, hắn hơi kinh ngạc nói, là ngươi. Chương 97, dẫn ngươi đi tìm hoa khôi A. Triệu sách vừa nói, này ngô học lễ liền tức giận nhìn xem hắn. Rõ ràng là ta trước muốn. Hắn vừa mới trên đường đi tới thời điểm, bị người này kéo đến cái này đầu ngõ, nói hắn có một cái gia truyền đồ cổ, đó là tầng triều thời điểm, triệu đà đại tướng quân dưới trướng một cái phó tướng, sử dụng khí cụ, bởi vì trong nhà mẹ già ngã bệnh, cho nên mới rưng rưng lấy ra bán, mà lại không nói những cái khác. Này đồ cổ thật đúng là tiện nghi, chỉ cần 10 lượng bạc, liền muốn có thế mua được một cái tầng triều đồ cổ, ngô học lễ lúc này liền động tâm. Nghĩ đến vừa vạn mua, chờ thêm năm thời điểm. Đưa cho chính mình phu tử, lại không muốn, bị cái này đi ngang qua Đinh Văn Hy nhìn thấy, trực tiếp liền muốn tới cùng chính mình cướp, nghĩ như vậy, ngô học lễ sắc mặt, càng ngày càng không dễ nhìn, hắn đối triệu sách, nếu mày nói ra, coi như đây là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không nên không phân tốt xấu, lại giúp hắn. Bằng hữu, hai chữ này mới ra, triệu sách lông mày hơi hơi dương lên, Đinh Văn Hiên cũng sửng sốt một chút, hắn nhìn thoáng qua đứng tại đầu ngõ triệu sách, phía sau hắn tiểu cô nương, vừa vặn nhô đầu ra, nhìn thấy hắn, rất nhanh lại đem đầu rụt trở về, Đinh Văn Hiên cũng không ở thêm ý, chẳng qua là cảm thấy, lấy hắn cùng triệu sách ở giữa, gần nhất phát sinh sự tình, muốn nói bằng hữu, thực sự là quá mức gượng ép chút, mà lại khẳng định là không đủ để triệu sách giúp hắn, huống chi gần nhất triệu. Sách trong thành danh tiếng đang thịnh cũng không cần tới nịnh nọt chính mình, bất quá triệu sách bây giờ thanh danh biến tốt, không phải là muốn để cho mình dựng tuyến, một lần nữa trở lại học đường đi, Đinh Văn Hiên càng nghĩ, cảm thấy càng có thể là đạo lý này, thế là, lúc này Cao Hứng nói, triệu sách, lần này ngươi giúp ta, ta sẽ thay ngươi hướng phu tử nói tốt. Triệu sách, ngô học lễ nghe tới Đinh Văn Hiên trong miệng danh tự, lúc này hai mắt tỏa sáng, cái này chính là gần nhất trong miệng mọi người cùng tán thưởng triệu sách, sau đó, bên váo tự đắc đối ngô học lễ nói, này đồ cổ, bổn công tử muốn. Ngô học lễ lần này nhưng không có muốn lại tranh ý tứ, hắn trực tiếp hỏi triệu sách ngươi ngươi chính là vị kia triệu sách cái kia cho tay khu lương thực hiến kế người nói liền đi tới đối triệu sách đứng đắn làm vái chào triệu công tử đại tài ta là lý tú tài học sinh ngô học lễ triệu công tử hiến kế cứu được nhiều như vậy lê dân bách tính thực sự là để ta kính nể không thôi khi nói chuyện đã hoàn toàn đem đinh văn hiên ném ra sau đầu nếu đây là triệu công tử bằng hữu vậy ta liền tặng cho hắn a triệu sách nhìn xem trong mắt của hắn sùng bái muốn nói chính mình cùng đinh văn hiên không phải bằng hữu nhưng mà nhìn một chút cái kia bưng lấy đồ cổ đang mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem đinh văn hiên trung niên nam nhân lại đem câu nói này nuốt xuống triệu sách gật đầu nói ra ngô công tử cao thượng ngô học lễ được triệu sách tán dương có chút xấu hổ gãi gãi đầu cùng ngư so ra ta tính là gì cao thượng trong lúc nói chuyện đối triệu sách là tôn sùng đến cực điểm sau lưng tô thải nhi nghe người đọc sách này đối với mình phu quân tán dương có chút cao hứng gãi gãi phu quân đuôi áo người đọc sách này rất là tôn kính phu quân của mình a à, không chỉ cái này trên đường hết thảy mọi người nhấc lên phu quân danh tự đều là tán dương đây này bên kia đinh văn hiên nhìn một chút này bị nâng đến trước mặt mình đồ cổ lại nhìn một chút cái kia nói từ bỏ liền từ bỏ chỉ nghĩ kéo điệu sách nói chuyện ngô học lễ có chút không cao hứng chật chật lưỡi mặc dù này đồ cổ chi tranh hắn là thắng nhưng nhìn ngô học lễ không có một chút không cao hứng bộ dáng ngược lại giống như làm cái gì thiên đại hảo sự hắn lại cảm thấy cùng chính mình tưởng tượng bên trong tràn cảnh kém không ít công tử ngươi nhìn này bán đồ trung niên nam nhân một mặt nịnh nọt nhìn xem đinh văn hiên đinh văn hiên biểu môi từ trong ví móc ra mười lượng bạc hừ cũng liền xem ở ngươi này đồ cổ xác thực không tệ phân thượng bổn công tử mới có thể mua lại cho này trung niên nam nhân cười tủm tỉm tiếp nhận bạc cầm trong tay hộp gỗ đưa tới đinh văn hiên sau khi nhận lấy cẩn thận xem xét một phen này trung niên nam nhân còn đối ngô học lễ nói vị công tử này ngươi nếu là còn muốn ta giúp ngươi đi hỏi một chút ta nhà hàng xóm cái kia bán hay không ngô học lễ nhìn xem đinh văn hiên trong tay đồ cổ cũng có chút ý động hắn đang nghĩ nói tốt bên cạnh triệu sách lại mở miệng trước ngươi nhà hàng xóm cũng là bảo vật gia truyền nam tử trung niên này trên mặt không có chút nào bất kỳ sơ hở cười đáp đúng vậy a à. dù sao như thế thứ đáng giá chúng ta người nhà nông khẳng định là nhiều đời cất giữ hảo hảo nếu không phải là trong nhà có việc gấp ai sẽ muốn cầm vật trân quý như vậy đi ra đổi bạc đâu nói lại thở dài một hơi ai ta nếu không phải trên có già dưới có trẻ cũng đến đổi đem tổ tông truyền thừa đồ vật, liền như vậy tiện nghi bán A. À. Lời nói này, Đinh Văn Hiên đều có chút không đành lòng, hắn nhìn một chút trước mắt hai người, lại từ túi tiền bên trong, xuất ra một khối bạc vụn. Được rồi, bổn công tử nhìn ngươi cũng không dễ dàng. Sớm đi trở về đi. Người này nghĩ không ra còn có thể được một lần ngoài ý muốn chi tài, tranh thủ thời gian mang ơn tiếp nhận, Đinh Văn Hiên tự nhận chính mình lại là một chuyện thật tốt, tâm tình rất cốt đem này đồ cổ cất kỹ, nên ngang đi đến triệu sách trước mặt, muốn vỗ vỗ triệu sách bả vai, triệu sách hơi hơi hướng bên cạnh né tránh một chút, hắn giơ lên tay, liền vồ hụt, đinh văn hiên lão đảo một chút, mới đứng vững thân thể của mình, hắn chết miệng, không cao hứng nói, còn nói là bằng hữu, chụp vỗ làm sao? vậy, nguyên bản còn nghĩ đến, chờ triệu công tử đi ra, chúng ta lại dẫn ngươi đi túy hương lâu đi. thôi cô nương nghe nói ngươi bị phu tử nghỉ học, còn trong dây dứt đã lâu đâu. nếu không ngươi ngày mai đi ra. Ta kêu lên triệu công tử, chúng ta cùng nhau đi qua. Thôi cô nương, chính là triệu sách lúc trước mê luyến cái kia túy hương lâu hoa khôi, Đinh Văn Hiên cảm thấy, chính mình này tính toán đánh rất tốt, triệu sách trước kia mê luyến túy hương lâu hoa khôi, việc này mọi người đều biết, chỉ cần hắn mang theo triệu sách đi qua, chén nhỏ giao thoa một phen, trong lúc này một chút mâu thuẫn nhỏ, chẳng phải trực tiếp giải quyết dễ dàng rồi, còn có thể thuận tiện đem triệu công tử cho mang ra, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đinh Văn Hiên nói sau, bên cạnh ngô. Học lễ có chút kinh ngạc nhìn xem triệu sách, túy hương lâu, hắn nhìn một chút triệu sách sau lưng đang ngây thơ ngẩn đầu nhìn về phía hắn tiểu cô nương ngô học lễ không tự chủ lui về sau hai bước đinh văn hiên còn tại nói như thế nào đến lúc đó để thôi cô nương tự mình đến cho ngươi mời rượu đinh văn hiên hướng phía triệu sách mập mờ nháy một cái con mắt lại nhìn thấy triệu sách tự hồ bất phi sở động chuyện gì xảy ra triệu sách nhàn nhạt nói ra đa tạ ta một cái người nhà nông vô phúc tiêu thụ những thứ này đinh văn hiên nhìn hắn tự hồ hoàn toàn không hứng thú dáng vẻ trong lòng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ triệu sách lần trước thật sự bị tức hỏng, đến mức nghỉ thông suốt rồi. Chương 98, Bất mạng đề A Đối với lần này triệu sách giúp hắn sự tình, Đinh Văn Hiên cũng có ý tưởng cùng triệu sách đem quan hệ một lần nữa làm tốt một chút, bất quá nhìn triệu sách sắc mặt nhàn nhạt, hắn cũng không muốn lấy thêm chính mình mặt nóng đi dáng mông lạnh, mặc dù triệu sách gần nhất thanh danh vang dội, trước đó nát thanh danh cũng ẩn ẩn có muốn tẩy trắng dấu hiệu, nhưng một cái người nhà nông, cũng không đáng đến hắn hạ thấp thân phận. Không biết tốt xấu, Đinh Văn Hiên nói thầm xong, Nói thẳng, bổn công tử đi. Đi qua triệu sách bên người lúc, hắn mới phát hiện triệu sách sau lưng còn ẩn giấu một tiểu cô nương, hai người dáng rất căng, xem xét chính là quan hệ không ít, Đinh Văn Hiên nghĩ trách không được triệu sách thờ ơ, nguyên lai một đoạn thời gian không gặp, hắn đã có hôn phối, bất quá nhìn tiểu cô nương này, gầy gò nho nhỏ, nơi nào có túy hiên lâu thôi cô nương tốt, này triệu sách không chỉ hôn phối, thế mà còn đổi khẩu vị, Đinh Văn Hiên chép miệng một cái, có chút vô vị đi, Đinh Văn Hiên đi rồi, bên cạnh ngô học lễ nhìn một chút triệu sách hai người, nhớ tới vừa mới Đinh Văn Hiên nói cái kia hoa khôi sự tình, tự cảm thấy mình cũng hẳn là đi trước, bên kia bán đồ cổ trung niên nam nhân, cầm được đến mười mấy lượng bạc, cao hứng nói, vị công tử này nếu là không quan tâm ta nhà cách vách đồ cổ, vậy ta liền đi. Ngô học lễ tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói, từ bỏ từ bỏ. Lại quay người, đối chuẩn bị đi triệu sách nói, triệu công tử tạm dừng bước. Triệu sách nghi hoặc nhìn hắn, ngô học lễ có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Lúc trước nghe nói triệu công tử bị học đường nghỉ học, người phu tử, là lưu tú tài A. À. Triệu sách gật gật đầu, chuyện của hắn, trước đó nếu như chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá lời nói, bây giờ đoán chừng là toàn bộ thành người đều biết, cũng không có gì tốt giấu giếm, ngô học lễ thử nói, triệu công tử, ngươi nhưng có tìm tới mới phu tử rồi. Triệu sách nhìn xem ánh mắt của hắn, trong lòng đã đoán được hắn muốn nói gì, đây là muốn cho chính mình tiễn đưa phu tử, vừa mới nghe cái này ngô học lễ tự giới thiệu nói. Hắn phu tử là Lý Tú Tài, không phải là ngày ấy tại triệu phủ cửa ra vào, giúp đỡ chính mình nói chuyện cái kia tú tài công nếu là cái kia tú tài công triệu sách đối với hắn ấn tượng cũng không tệ triệu sách nói tạm thời không có ngô học lễ cao hứng nói vậy vậy triệu công tử nếu là muốn tìm mới phu tử lời nói có thể thử một chút đến thành tây tìm ta phu tử lý tú tài hắn thường thường cùng chúng ta nói hữu giáo vô loại cho dù triệu công tử lúc trước thanh danh không được tốt cũng không có gì đáng ngại ngô học lễ trong nhà trước kia là dựa vào đổ đêm hương làm giàu bây giờ mặc dù không từ chuyện dạng này sinh ý nhưng mà nói ra thanh danh vẫn là không được tốt nghe, tóm lại, trong thành phu tử, cơ bản nghe nói nhà hắn danh hào về sau, cũng không nguyện ý thu hắn, cũng may mắn gặp hắn bây giờ phu tử Lý Tú Tài, hoàn toàn không chê hắn, cho nên, ngô học lễ mới có thể mạo muội cùng triệu sách đề cử chính mình phu tử. Mà lại nếu có thể cùng triệu sách dạng này người làm đồng môn, chính hắn cũng là có. Trung Vinh dự, triệu sách nghe hắn sau, có chút ý động, bất quá những chuyện này, không thành trước đó, đều là không tốt truyền đi, hắn liền gật gật đầu, nói ra, đa tạ ngô công tử nhắc nhở, ta sẽ để cho người trong nhà hỗ trợ đi nghe ngóng một phen. Nghe ngóng một phen, ngô học lễ trên mặt cười, cương một chút nhưng mà rất nhanh, lại mang về nụ cười sáng lạng. Ha ha, là muốn hỏi thăm, bất quá cũng không cần hỏi thăm quá rõ ràng. Thật sự, ngươi nếu tới, chúng ta phu tử khẳng định sẽ rất cao hứng nhận lấy ngươi. Triệu sách nhìn xem sắc mặt của hắn, cảm thấy nơi nào có chút cổ quái bất quá nghĩ đến cái kia tú tài công xem ra cũng không giống là người xấu hẳn là không có vấn đề gì triệu sách liền lại lần nữa cùng ngô học lễ nói lời cảm tạ ngô học lễ nhìn chính mình cũng chậm trễ triệu sách không ít thời gian cũng không tốt lại lôi kéo hắn nói chuyện triệu công tử vậy ta cũng trước cáo từ dừng một chút lại đối triệu sách sau lưng tô thải nhi nói triệu phu nhân tạm biệt nói xong liền vừa cao hứng lại là có chút ưu sầu đi triệu sách sau lưng tô thải nhi nghe tới ngô học lễ lời nói sau hơi kinh ngạc hơi hơi trừng to mắt Triệu, Triệu phu nhân. Tô Thải Nhi có chút không dám tin tưởng hỏi, phu quân, người công tử kia gọi là ta Triệu phu nhân sao? Triệu Sách cười nói, dĩ nhiên là. Hắn là Triệu công tử, vậy hắn thê tử, không phải liền là Triệu phu nhân sao? Đi thôi, chúng ta đến phòng sách đi. Nói xong, lôi kéo Tô Thải Nhi tay, nhìn thoáng qua cái kia đang tải ước lượng trong tay tiền bạc trung niên nam nhân, quay người đi, Tô Thải Nhi trong miệng, không ngừng quay lại, Triệu phu nhân, ba chữ này, chỉ cảm thấy ba chữ này từ trong miệng nói ra đều có chút ngọt ngào, hai người trở lại trên đường chính, tiếp tục hướng vòng sách đi. Tô Thải Nhi cao hứng qua đi, lại nghĩ tới vừa mới cái kia mười lượng bạc đồ cổ, có chút nhức đầu cảm thán nói, Phu Quân, cái này đồ cổ, rất đắt a? À? Một cái chén, liền muốn mười lượng bạc. Triệu Sách cười nói, nếu là thật sự đồ cổ, cái kia tự nhiên không chỉ cái giá tiền này, thật sự đồ cổ. Tô Thải Nhi nghi ngờ méo một chút đầu nhỏ. Phu Quân nói là, cái kia đồ cổ, không phải thật sự. Triệu sách lông mày khẽ nhất, tiểu cô nương xem ra cái gì cũng đều không hiểu, nhưng mà kỳ thực mỗi lần đều có thể đoán được ý tứ trong lời của hắn. Ừm, là giả. Triệu sách nói khẳng định, Tô Thải Nhi nhớ tới cái kia đinh công tử cầm một cái giả đồ cổ, một mặt đắc ý đi, có chút đau lòng cái kia mười lượng bạc, triệu sách nhìn tiểu cô nương nghe hắn nói xong là giả sau, liền không nói lời nào, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi không hỏi ta sao? Tô Thải Nhi vô tội nhìn xem hắn. Muốn hỏi điều gì? Triệu sách nói, không hỏi ta vì cái gì biết rõ cái kia đồ cổ là giả, lại không nói cho cái kia Đinh Văn Hiên. Tô Thải Nhi nghe xong hắn, tiểu lông mày đều không có nhíu một cái, trực tiếp không cần nghĩ ngợi nói, phu quân không nói cho hắn, khẳng định là có phu quân đạo lý. Dạng như vậy, đối với mình phu quân, là một bộ hoàn toàn tín nhiệm dáng vẻ, suy nghĩ một lúc, lại nhìn một chút chung quanh, mới ngẩng đầu, nhìn chầm chầm triệu sách, cái kia ánh mắt. Xem xét chính là muốn cùng triệu sách nói thì thầm, triệu sách tự nhiên cúi người xuống, liền nghe tới tiểu cô nương, nhỏ giọng nói, phu quân, ta luôn cảm thấy cái kia đinh công tử không tốt lắm, nói xong, lại có chút sợ hãi phu quân sẽ nói nàng là cái người nhiều chuyện. Tranh thủ thời gian giải thích nói, liền Liền kỳ thật cũng không có gì, ta cũng không nhận ra hắn, ta, ta nói sai." triệu Sách nhìn xem tiểu cô nương này dáng vẻ khẩn trương, cười sờ lên đầu nhỏ của nàng. "Ừm, hắn xác thực không được tốt. Ta là phu quân của ngươi, ngươi có chuyện gì, có thể to gan cùng ta nói." Tô Thải Nhi nghe xong, cũng yên tâm, nàng công công mặt mày, cười nói, đều cùng phu quân nói. Triệu sách vui mừng nghĩ, tiểu cô nương này cũng coi là trưởng thành một điểm, sẽ còn chủ động nói với hắn lên nhìn người khác cảm thụ, lôi kéo tiểu cô nương tay, tiếp tục đi lên phía trước, lại nghe được Tô Thải Nhi hỏi, cái kia phu quân, hoa khôi là có ý gì? Triệu sách, xong, quên đạo này mất mạng đề, hôm nay sự tình quá nhiều, chỉ có thể viết hai chương, xin lỗi a. À. Chương 99, hoa khôi là cái gì? Hoa khôi là cái gì? Nghe tiểu cô nương hôm nay thật sự tra hỏi, triệu sách hiếm thấy, trầm mặt một chút, Tô Thải Nhi không hiểu trừng mắt nhìn, triệu sách mới như nói thật, hoa khôi, chính là cái kia trong thanh lâu đẹp mắt nhất cô nương, Tô Thải Nhi lẩm bẩm nói, thanh lâu. Triệu sách nhìn xem Tô Thải Nhi dáng vẻ trầm tư, không biết vì cái gì, có chút hơi khẩn trương, không hiểu có một loại, trượng phu đi ra ngoài chơi, bị thê tử bắt bao cảm giác, hắn ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, liền. Lúc trước ta trong thành lúc đi học, cái kia triệu công tử cùng đinh công tử, luôn là mang ta đến thanh lâu đi. Bên trong có một cái hoa khôi, nghe nói dáng dấp không tệ sau đó. Về sau ở bên trong phát sinh một chút chuyện, ta liền bị nghỉ học. Triệu sách giải thích xong, tiểu cô nương mày nhíu lại gắt gao. Chính là cái kia thanh lâu, làm hại phu quân bị phu tử nghỉ học rồi. Triệu sách gật gật đầu, nói, đúng, chính là nó. Tóm lại, việc này đi qua, ta cũng sẽ không lại đi những địa phương kia. Cô Thải Nhi nghe phu quân cam đoan, vẫn còn có chút lo lắng, nàng nhỏ giọng nói, vậy sau này phu quân nhìn thấy triệu công tử cùng đinh công tử, vẫn là phải đi xa chút. Còn có cái kia thanh lâu, Chúng ta về sau cũng không cần từ nơi đó đi ngang qua. Mặc dù không biết Phu quân cụ thể là vì cái gì bị nghỉ học, nhưng mà Tô Thải Nhi chính là biết, hai người này khẳng định không tốt, cho nên Phu quân mới có thể không thích bọn hắn, mà lại này thanh lâu cũng không tốt, Triệu Sách nghe nàng, cười nói, "Được, về sau đi xa một chút, không chơi với bọn hắn." Nói, lắc lắc hai người cùng nhau dắt tay. "Đi thôi, sớm một chút đi mua đồ tốt, còn được đến thành Tây đi đặt trước ống gốm cùng mảnh nói những cái kia." Tô Thải Nhi gật gật đầu thuận theo bị phu quân lôi kéo đi bất quá trong thanh lâu đẹp mắt nhất cô nương tô thải nhi rủ xuống đôi mắt có chút tự ti mặt cảm nghĩ phu quân ưa thích là loại kia xinh đẹp cô nương a tô thải nhi biết mình so người đồng lứa nhỏ gầy một chút có chút ưu sầu nhìn một chút chính mình tiểu thân thể chắc hẳn cái kia hoa khôi dáng người cũng rất tốt tiểu cô nương không nói gì tự hồ đang yên lặng tự hỏi cái gì triệu sách cũng thở dài một hơi còn tốt tiểu thê tử của hắn nhu thuận cũng không thích truy hỏi căn nguyên mà lại chính mình đem nghĩ học sự tình nói ra sau tô thải nhi trên mặt rõ ràng mang theo chút đối với mình thương yêu, triệu sách trong lòng, đối với mình cái phản ứng này cùng lý do thoái thác, điểm cái tán, dù sao những chuyện kia, đều là nguyên thân làm, cùng hắn triệu sách là một mau tiền quan hệ không có, cho nên triệu sách nói lên trước kia những cái kia hắc lịch sử, là hoàn toàn không đỏ mặt, hai người đến ba chữ khải. Phòng, đợi đến cô Thải Nhi lấy lại tinh thần lúc, mình đã xuất hiện tại một đống sách bản bên trong, nàng có chút cuộn bắt, tay chân cũng không biết như thế nào thả, sợ chính mình làm bẩn những này trân quý sách vở, phòng sách bên trong không có gì người, quầy hàng trưởng quỷ cũng không thấy bóng người, triệu sách cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Không có việc gì, chúng ta ngay ở chỗ này đứng, ta đem hỏa kế gọi tới. Tô Thải Nhi gật gật đầu, có chút khẩn trương đứng ở sau lưng hắn, cũng không dám đánh giá chung quanh, triệu sách gọi tới hỏa kế, hỏa kế này xem xét, người trẻ tuổi kia mặc dù trên người khí độ bất phàm. Nhưng mà chỉ mặc một thân đoạn đã, mà lại vải vóc cũng là vải thô mà thôi, này thái độ liền có chút lãnh đạm, Vị khách quan kia, muốn mua cái gì? Triệu sách nói, các ngươi phòng sách toán thuật sách, làm phiền đều lấy tới nhìn một chút. Toán thuật sách. Hỏa kế này lần đầu tiên nghe được có người nói muốn bắt nhiều như vậy toán thuật sách, có chút giật mình, triệu sách gật gật đầu, nói, không tệ. Hỏa kế trên dưới dò xét một phen triệu sách, nghĩ thầm, người này có mua hay không nổi, mua không nổi lời nói, chính mình cũng không cần phí sức đi tìm kiếm nhiều như vậy, thế là, hắn nói ra, được, ngươi hai vị chờ một lát. Nói, đến nơi hẻo lánh bên trong, tùy ý lật ra một bản cửu chương toán thuật cầm tới triệu sách trước mặt, trực tiếp đưa tới. Cho. Triệu sách tiếp nhận, đang nghĩ lật một cái, hỏa kế này còn nói, cẩn thận chút lật A, nếu là hư hao, nhưng là muốn bồi. Triệu sách lật sách tay, dừng một chút, hắn nhìn thoáng qua hỏa kế này, mới tiếp tục đảo quyển sách trên tay, cửu chương toán thuật tính toán trải qua 10 trong sách trọng yếu nhất một bản, cơ bản bao quát đại bộ phận tri thức yếu điểm, bất quá bởi vì viết sách thời gian hơi sớm, bởi vậy bao quát đồ vật không quá đầy đủ, triệu sách hỏi, phải chăng còn có khác toán thuật sách, Hỏa kế nhìn hắn tự hồ thật sự là muốn mua dáng vẻ, không khỏi lầu bầu nói, bây giờ thật đúng là có người mua những này toán thuộc sách. Hắn chỉ nhớ rõ chương tính toán kinh đại khái đặt ở vị trí kia, nhưng mà cái khác, hắn không biết chữ, cũng không quá xác định, nghe tới triệu sách nói muốn, hắn đành phải nói, ta đi đem trưởng quỷ kêu đi ra, hỏi một chút hắn còn có hay không. Hỏa kế đối nội thất, tức cao giọng hô một chút, rất nhanh, phòng sách trưởng quỷ liền đi ra, hỏa kế nói thẳng, trưởng quỷ, cái này người nhà nông nói muốn mua toán thuộc sách. Trưởng quỷ nghe xong, Hiếu kỳ hướng bên kia xem xét, lúc này, hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp vượt qua hỏa kế, đi hỏa kế. Ngươi là Triệu sách, triệu công tử Cái này trưởng quỷ, chính là cùng ngày triệu sách viết đố đèn lúc, cho hắn phát nhuận bút phí, gần nhất triệu sách trong thành lại là đủ loại chủ đề trung tâm nhân vật, hắn dĩ nhiên là vừa thấy được triệu sách, liền lập tức liền nhiệt tình tiến lên đón. Triệu công tử hôm nay thư đến phòng, là muốn mua cái gì? Triệu sách đối trưởng quỷ, khẽ gật đầu. Trưởng quỷ tốt, hôm nay ta muốn mua mấy quyển toán thuật sách toán thuật sách. Chưởng quỷ cũng sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Triệu công tử thế mà đối toán thuật sách có hứng thú, quả nhiên là cái kiến thức rộng rãi người. Cũng không trách ngươi được ngày ấy hiến kế, là dễ như trở bàn tay. Chưởng quỷ sau khi nói xong, đối ngu ngơ ở một bên hỏa kế nói, nơi hẻo lánh bên kia trong ngăn kéo, để đó một chút sách. Đi cho triệu công tử lấy tới. Hỏa kế này, một mặt lúng túng đi tìm sách đi, vị này thế mà chính là mấy ngày nay, trong thành đám người cùng trò chuyện với nhau triệu sách, hắn vừa mới nhìn xem triệu sách một cái thân mặt đoạn đã người nhà nông, còn có chút không kiên nhẫn, bây giờ chỉ muốn thời gian có thể chạy ngược, trở lại quá khứ, hảo hảo chiêu đãi một phen, đem những này sách tìm ra sau, hỏa kế liền hầu ở một bên, không còn dám lên tiếng, triệu sách nhìn một chút. Trong này trừ một chút triệu sách biết đến toán thuộc sách. Bên ngoài, còn có một quyển là triệu sách chưa từng nghe nói qua, xem sách niên đại, vẫn là bản có chút mới sách, những sách này, hết thảy có sáu bản, trưởng quỷ hiếu kỳ hỏi nói, triệu công tử Ngươi muốn toàn bộ mua, triệu sách nhẹ gật đầu đều phải đi hắn muốn biên soạn liền khẳng định phải từ bên trong tuyển ra không nội dung cho tới kết hợp hiện đại học được tri thức tiến hành gia công cho nên những này toán thuật sách là ắt không thể thiếu chưởng quỹ nghe hắn nói như vậy cũng nghiêm túc lúc này cho hắn tính xong giá cả sáu bản biến mất tiền đồng số lẻ tổng cộng là hai lượng bốn tiền bạc tử nghe tới giá cả sau triệu sách tay nhịn không được giật giật trách không được cổ nhân đều nói trong sách tự có hoàng kim ốc đây không chỉ là trong sách có sách này sách vỡ thân chính là hoàng kim. Chương 100, mắt què a. Chưởng quỷ nhìn Triệu Sách một mặt thịt đau biểu lộ, không khỏi cười nói, mấy bản này toán thuộc sách, nếu là Triệu công tử không cần thường dùng lời nói, có thể mỗi ngày tới chúng ta phòng sách sao chép. Dạng này giá cả sẽ tiện nghi thượng rất nhiều. Mua một quyển sách, cần mấy trăm văn, tự mình sao chép một bản, tăng thêm tài liệu phí, cũng bất quá mấy chục văn tiền, bất quá Triệu Sách cũng không phải loại kia, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, người Hắn muốn làm sự tình còn có không ít, ngay từ đầu xuyên qua thời điểm, còn nghĩ đến nếu là không kiếm được tiền, trước tiên có thể chép sách giúp gia dụng, bây giờ hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, mỗi ngày đi ra chép sách, triệu sách khoát khoát tay, nói, đa tại trưởng quỷ. bất quá ta vẫn là trực tiếp mua A. Trưởng quỷ cũng không nhiều lời, để hỏa kế cho hắn nhanh chóng gói lại, còn cười tủm tỉm nói, triệu công tử đại tài, cứu được này rất nhiều bách tính. Chúng ta phòng sách mặc dù ra không là cái gì lực, bất quá cũng có thể cho triệu công tử dựng một chút vật nhỏ, cũng coi là bách tính tạ lễ A. Nói, phân phó hỏa kế cho hắn đi cắt một đao giấy bản, đợi đến đồ vật toàn bộ đều sắp xếp gọn sau, triệu sách tiếp nhận, trực tiếp cùng trưởng quỷ nói lời cảm tạ, phòng sách trưởng quỷ, cười nói, triệu công tử đi thông thả. Sau đó để hỏa kế đưa bọn hắn đi ra ngoài, hỏa kế này tiễn đưa triệu sách hai người sau khi ra cửa, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Triệu, triệu công tử, mới là ta lãnh đạm. Triệu sách nhàn nhạt gật đầu, nói, cáo từ. Nói xong, lôi kéo sau lưng Tô Thải Nhi liền đi, hỏa kế nhìn xem bọn hắn đi thân ảnh, nhẹ nhàng đánh một cái miệng của mình rõ ràng đều cảm thấy người khác khí độ bất phàm, như thế nào sẽ còn như thế lãnh đạm. Triệu sách bây giờ trong thành danh tiếng đang thịnh không nói, đợi đến tình hình tai nạn kết thúc, đoán chừng sẽ còn được đến huyện nha ngợi khen, hỏa kế này chỉ hận chính mình mắc què, rõ ràng nhìn ra người khác một thân khí độ cũng không phải là một cái bình thường người nhà nông, thế mà còn lấy quần áo đi đánh giá người, triệu sách mang theo tô thải nhi đi trở về, chuẩn bị đến cửa thành đi tìm xe bò, để hắn trực tiếp mang theo đi thành tây vùng ngoại ô vốn xứ nhà máy. Hai người đi trở về đến đường lớn thượng lúc tô thải nhi nhìn phu quân mua những sách này bản quý giá như vậy tay cũng không dắt chỉ nghĩ đi tại sách vở một bên khác che chở để phòng những sách này bản bị người va chạm triệu sách buồn cười nói sách vỡ đụng không xấu nói không nói lời gì lại đem tiểu cô nương kéo lại một bên lôi kéo tiểu cô nương tay một bên dẫn theo sách vở đằng sau rương sách thì thả đầy bông cùng mới các bố triệu sách chính mình cũng cảm thấy quả thật có chút hài hước tựa hồ xuyên qua đến nay sách của hắn trương cơ bản cái gì đều chứa qua, chính là không có chứa qua sách vở, đang nghĩ ngợi, một người trung niên nam nhân ở bên cạnh nhỏ nhỏ đi ra. Hai vị, muốn cổ, triệu sách ánh mắt dời về phía hắn, này trung niên nam nhân, cùng vừa mới bán đồ cổ cái kia, không phải cùng một người, chỉ là, trong tay hắn bưng lấy cái kia hộp gỗ, cùng bán cho Đinh Văn Hiên cái kia không sai biệt lắm, nhìn thấy triệu sách mặc một thân vải thô đoạn đã, có chút suối quẩy nói, tiểu nương tử này mặc tốt như vậy, còn tưởng rằng là cái gì nhà giàu có đâu, nói xong, sắc mặt tự nhiên, hướng phía trước đi, Triệu sách nhìn xem bóng lưng của hắn, ánh mắt lấp. Lóe, Tô Thải Nhi cũng nhận ra hắn, nhỏ giọng nói, phu quân, hắn cùng vừa mới người kia, có phải hay không cùng nhau? Triệu sách cười nói, được rồi, đi thôi. Việc này, không tới viên hắn một cái người nhà nông tới gặp nghĩa dũng vì, dù sao người bị hại, cũng không phải là hắn, mà lại loại người này, đều là có đội, vừa mới cái kia trung niên nam nhân, cùng người kia, đoán chừng chỗ tối còn có cái khác, theo dõi người, không có chuyện, triệu sách cũng không muốn gây phiền toái, dù sao Đinh Văn Hiên đều mua trở về, nói sẽ đưa cho hắn phu tử lưu tú tài, nếu là hai người này có chút bản lãnh, đoán chừng có thể nhìn ra trong tay bọn họ đồ cổ, là giả A, à, đến. Lúc đó từ một cái tú tài đi công tráng mặt, chẳng phải là so hắn một cái người nhà nông nói chuyện càng có phần hơn lượng, triệu sách lắc đầu, đem chuyện này từ não hải bên trong đuổi ra ngoài, mang theo tô thải nhi đến cửa thành, thuê một chiếc xe bò sau. Liền trực tiếp hướng thành tây vùng ngoại ô sứ lò đi, cái kia tiệm tạp hóa trưởng quỹ xác thực không có nói sai, triệu sách báo tên của hắn sau, quả nhiên nhận nhiệt tình chiêu đãi, Tô Thải Nhi cũng đi theo, ngồi ở bên cạnh hắn, này phòng khách trong. Phòng Thả đầy gốm sứ cùng mới tinh chén dĩa, Tô Thải Nhi hiếu kỳ đánh giá, hỏa kế dân trà sau, đối triệu sách nói, vị công tử này xin chờ một chút, chúng ta quản sự lập tức tới. Hỏa kế này chuẩn bị lui xuống đi lúc, nhìn thấy Tô Thải Nhi ánh mắt, vừa vặn dời về phía phía bên mình gốm sứ, chỉ là ánh mắt kia, nhìn thấy chính mình về sau, rất nhanh liền thu hồi, hỏa kế cảm giác bản thân giống như nhìn thấy cái gì khác biệt, đang nghĩ lại nhìn liếc mắt một cái, bên kia triệu sách đã ho nhẹ một tiếng, hỏa kế mới hồi phục tinh thần lại, hắn đây là mạo phạm phu nhân của người khác, hắn vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi, ta này liền đi nhìn xem quản sự lúc nào đến đây. nói xong, tranh thủ thời gian rời khỏi vòng thách, tô thải như nhìn về phía bên cạnh triệu sách, nhỏ giọng hỏi, phu quân, con mắt của ta, nàng vừa mới có chút quá mức buông lỏng, nếu là người khác nhìn thấy ánh mắt của mình, có thể sẽ cho phu quân mang tới phiền phức. triệu sách cười nói, không có việc gì coi như bị phát hiện, cũng không cần sợ bọn họ. Dù sao như thế cái vật nhỏ, hắn luôn có thể bảo vệ tốt, Tô Thải Nhi miếng môi một cái, vẫn là không nhịn được cười ra một cái tiểu lúng đồng tiền, nàng nói, phu quân quá tốt rồi, hai người thất giọng nói thì thầm, sứ lò quản sự, liền gõ một cái phía sau cửa, trực tiếp đẩy cửa đi đến, vừa đi vào này phòng khách. Hắn cái mũi ngửi ngửi, luôn cảm thấy trong không khí tự hồ có cái gì không bình thường hương vị, nhìn trước mắt ngồi sát bên thật chặt tiểu phu thê, quản sự tranh thủ thời gian thay đổi. Một bộ khuôn mặt tươi cười, vị công tử này, xin hỏi tự mình lại đây, là muốn đặt trước làm chút gì đó. Triệu sách đối hắn, đem gốm sứ đường ống sự tình nói, quản sự nghe hắn nói xong, hơi kinh ngạc nói, gốm sứ đường ống. Ống gốm xem như xuống ống nước, hắn ngược lại là nghe nói qua, nhưng mà gốm sứ đường ống, thật đúng là lần thứ nhất gặp có người dùng, những cái kia gia đình giàu có, nhiều nhất cũng chính là tại hạ thủy địa phương, khảm nạ một chút mảnh sứ vỡ phiến mà thôi, triệu sách trong giữ chuyện dáng vẻ. Có chút đoán được hắn là nghĩ sai, tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải loại kia lớn đường ống, đại khái là lớn bằng cánh tay, dùng để dẫn nước. Triệu sách lại đem chấp đầu thiết kế, cùng quản sự nói, này quản sự nghe xong, chật chật nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn đặt trước làm dạng này gốm sứ. Làm là có thể làm. Bất quá chúng ta muốn một lần nữa chế mô hình, cho nên tiền đặt cọc đoán chừng muốn giao nhiều một chút. Triệu sách tự nhiên không có dị nghị, cùng hắn gia hạn khế ước, giao tiền đặt cọc, quản sự nhìn triệu sách ký tên sau, có chút kinh ngạc nhìn xem cái này sắc mặt trầm ổn, nói chuyện không nhanh không chậm thanh niên, hắn chính là triệu sách A, nghe nói triệu sách còn muốn đi phụ cận lò gạch, đặt trước mảnh nói cùng gạch xanh, quản sự trực tiếp đem triệu sách hai người đưa ra ngoài, sau đó, hắn đối triệu sách làm vái chào. Nguyên lai like ngươi chính là triệu sách. Triệu sách cũng đáp lễ lại. Đa tại trưởng quỹ khoản đãi cáo từ. Quản sự nhìn xem hắn dắt bên cạnh tiểu cô nương kia tay, mang theo nàng hướng bên cạnh xe bò đi, hắn nghĩ, này triệu phu nhân mặc dù dáng dấp mặc dù nhỏ gầy một chút, lại thẹn thùng một chút bất quá xem ra tướng mạo còn được bất quá tiểu cô nương này chân mặc dù cực lực tự nhiên vẫn còn có chút bất tiện bộ dáng này quản sự rất nhanh thu hồi ánh mắt lấy này triệu công tử khí chất nhất định không sẽ lấy một cái đi đứng bất tiện nữ tử làm vợ đoán chừng là vừa mới ngồi quá lâu